Hello mọi người, chúng ta đến với trận đấu đôi nam rất hay của giải cầu lông thị xã Đông Triều tranh cúp Thành Công. Giải đấu với giải nhất ở nội dung đôi nam lên đến 5.000 đô la. Phía gần màn hình là cặp đôi Xuân Hưng và Minh. Xuân Hưng đến từ Bắc Ninh, vận động viên Minh đến từ Bắc Giang. Từ xa màn hình là cặp đôi Ngọc Triệu và Đào Mạnh Thắng đánh cho đơn vị Agribank chi nhánh thủ đô. Trên sân số 1, đôi nam 31-40 đang... Đây cũng có thể là coi như một trận đấu chung kết sớm. Xuân Hưng cầm cây Turbo 80 của Lý Ninh, một cây vượt 4U, tuy nhiên cầm cũng rất tốt. Trận đấu rất hay. Một bên một pha đập cầu xiết vào điểm rất khó chịu. Trên sân số 4, đôi nam 31-40. Ban tổ chức chúng tôi xin thông báo vì lý do thời gian, vì vậy ban tổ chức sẽ tổ chức hết lượt trận số 55 đối với đối tượng 1. Thông báo ban tổ chức đúng 19 giờ thi đấu. Thank you.
trên sân số 2. Đôi nam mở rộng Hải Trường Đông Anh gặp buổi chiều ngày hôm nay. Buổi tối ngày hôm nay đúng 19 giờ sẽ thi đấu. Các lượt trận thi đấu tiếp theo. Điểm số 7-2 cho Triệu Thắng. Triệu Thắng có vẻ đánh cũng khá là hợp nhau. Trên sân số 1, đội làng 31-40 xe Nguyên Đức và Quốc Việt gặp Lâm Hồng Bình Dương. Đây là trận thi đấu cuối cùng của buổi chiều ngày hôm nay.
mới.